Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký APEC Quốc tế tổ chức đối thoại công tư APEC về chính sách đầu tư xanh. Tại đối thoại, nhiều chuyên gia cho rằng các nền kinh tế phát triển và đang phát triển cần có chính sách và hành động kịp thời để hướng tới sự phát triển phát thải carbon thấp và giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, nước và xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm. Đối thoại cũng khuyến nghị các chính phủ cần có chính sách, khung pháp lý hỗ trợ và ổn định hơn nữa để huy động các khoản đầu tư từ khu vực tư nhân. Theo đó, khu vực nhà nước và tư nhân cùng nhau hợp tác vì mục tiêu chung cho tăng trưởng xanh bền vững. Theo Bộ Công Thương, đối thoại được tổ chức theo đề xuất của Việt Nam với hy vọng đem lại những cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đô thị hóa và đề xuất các khuyến nghị về kết hợp các mục tiêu khí hậu và môi trường trong khuôn khổ pháp lý để định hướng đầu tư tư nhân và đối tác công tư.